Hết xì. Mới đâu về mà bị cảm luôn vậy luôn hả? Mới đi thảo cầm viên về. Ủa, ra thảo cầm viên làm gì? Ra ngoài coi thú. Trời, bọn mày tự ngắm mày cũng đã sao đi coi thú nữa? Tự ngắm mình hoài cũng chán lắm. Chứ còn ra ngoài con ngắm gì nè? Hả? Ngắm gì hả? Ngắm voi nè, đà điểu nè, hươu cao cổ nè, ngắm gái nữa. Thầy ha, cuối cùng cũng lòi ra cái vụ ngắm gái. Đàn ông mà, đàn ông mà không ngắm gái chứ người ta nói mình đáy ngồi quá. Trời đất ơi, cái chuyện đâu riết văn từ dữ vậy mày? Thì rốt cuộc có vớt được nhỏ nào không? Quá nhiều sự lựa chọn nhưng mà cuối cùng cũng vớt được một em. Em có đẹp không? Màu gì? Màu cà phê sữa giống như chàng con vậy nè, y khuôn luôn. Rồi có dẫn nó đi đâu chơi không? Thì gặp ở ngoài sở thú, dẫn nó đi coi thú chứ đi đâu trời. Ý bà hỏi là đi coi thú xong có đi đâu chơi nữa không? Cà phê cà pháo nhậu nhẹt gì không? Hay hố theo khách sạn gì không? Trời đất ơi, mới gặp lần đầu dẫn đi khách sạn rồi nó cho con ăn guốc liền á. Giỏi, đừng có làm quá, nó tưởng mày biến thái á. Thôi mà không sao đâu, mấy chuyện đó từ từ tính, không cần gấp. Bộ mày không thích mấy chuyện đó hả? Không phải không thích.